xem video thì anh em hãy nhớ like, share, subscribe nha. Này, hôm nay mình ở đây rất quái vậy, đúng không? Nhưng mà vô hành trang, mình vừa up vừa xem YouTube này. Vô hành trang, kéo bên này, thấy cái radar này ngoài, được không? Radar này trong set kích hoạt nè. Mọi người thấy được không? Chắc do mình mới tạo hình như chưa tới hơn 2 tuần nữa, nên còn là nó up được set kích hoạt. À, mình còn biết một cái thủ thuật là qua mát kiểu này cho mấy bạn qua đây hiện trường sẽ đi rất là mất máu không? Bạn nhấn xuống, quá nhấn xuống đấy. Nhanh không? Quá nhanh luôn. Đấy. Đó là cái thủ thuật của mình thôi nha. Cảm ơn em đã xem hết cái video này. Nhớ like, share, subscribe trước khi nhớ mấy bạn. Em nhớ đăng ký nha.